Triển lãm quốc tế công nghệ cửa hàng và nhượng quyền thương hiệu Việt RF 2024 đã khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh, mang đến cơ hội kết nối cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước tìm kiếm cơ hội kinh doanh nhượng quyền. Việt RF năm nay được COEX Việt Nam và Retail and Franchise Asia đồng tổ chức. Sự kiện quy tụ hơn 300 gian hàng và 250 thương hiệu đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, mang đến cơ hội kết nối và khám phá những xu hướng nhượng quyền mới nhất, các giải pháp công nghệ cửa hàng toàn diện, giới thiệu các hệ thống quản lý thông minh, thiết bị hỗ trợ hiện đại nhằm tối ưu hóa vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường trải nghiệm khách hàng. Acha khi tham gia vào Việt Nam thì không phải là người đầu tiên nhượng quyền, nhưng sẽ là người đầu tiên đặt nhà đầu tư lên vị trí hàng đầu với những chính sách hợp lý và những cái cam kết mạnh mẽ, khắc phục hoàn toàn những gì thị trường nhượng quyền mà hiện tại nó đang gặp phải. Thì để hướng tới con số 1.200 cửa hàng trong năm nay và 2.500 cửa hàng trong năm sau, và riêng đối với Việt Nam sẽ là 120 cửa hàng trong năm 2025. Việt RF 2024 được các chuyên gia đánh giá cao cả về quy mô lẫn chất lượng khi mỗi thương hiệu được lựa chọn tham gia đều là các mô hình đã được triển khai thành công tại Việt Nam và quốc tế. Trong khuôn khổ triển lãm, đồng thời diễn ra chuỗi hội thảo trải nghiệm nhượng quyền quốc tế với nhiều nội dung đặc sắc.